Làm đi. Người đẹp dùng quần áo che mặt mình lại, nằm yên bất động. Nào có lý đó. Cô dễ dàng dâng cái quý giá của mình cho người khác vậy sao? Hả, nói, cô trả lời rằng không dám phản kháng lại ông ta. Ông già lại túm tóc của người phụ nữ, bảo cô nên liều mạng chống cự, không nên tùy tiện cho đàn ông như vậy. Thứ dễ dàng có được ta đây sẽ cần sao? Thấy người phụ nữ sắp ngạt thở, một người hầu gái đột nhiên bước vào phòng. Ông ta lập tức chuyển cơn giận, lấy ga giường bọc hầu gái lại, thực hiện pháp thuật khiến đầu biến mất. Người phụ nữ sợ hãi thất sắc, ông ta lại cầm cái đầu nghĩ về những ngày tháng đã qua. Ông ta vốn là một đại tướng quân trong triều đình, trung thành một lòng với quốc gia. Nhưng có một ngày, ông ta đột nhiên phát hiện mình mọc tóc trắng, mới ý thức đến việc mỗi một người rồi đều sẽ qua đời, nên ông ta quyết định chơi cho đã, hưởng thụ ngày tháng còn lại. Ông ta chủ động đến chùa Hồng Liên, tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Ta có thể vô pháp vô thiên, hoàng đế cũng không thể quản được ta. Ở nơi này, địa vị của ta còn cao hơn cả thần. Ha 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 ha. Nói xong, ông ta ném đầu của hầu gái xuống giếng, điên điên khùng khùng ngã xuống giường. Sau đó làm nhục người phụ nữ kia, ông ta tự xưng là thần của chùa Hồng Liên, ỷ vào thân phận và võ nghệ cao cường của mình, đi khắp nơi xâm chiếm Thiếu Lâm tự, đốt phá và cướp bóc. Thiếu Lâm tự chỉ còn lại Phương Thế Ngọc và sư thúc chạy thoát được, nhưng lại bị thuộc hạ của ông già Huyết Trích Tử đuổi theo không dứt. Trong lúc hoảng loạn, hắn đưa sư thúc vào một căn phòng rách nát, rồi phát hiện có một cô gái ở trong đây. Bọn họ đến chưa kịp hỏi han gì thì đã phải cùng nhau chen chúc trốn trong thân cây ngô. Truy binh đến nơi kiểm tra, trông căn phòng như trực đổ nên đã sợ hãi chạy đi mất. Nhưng sư thúc dựa lên tường đất khiến gạch rơi xuống, tiếng động này đã khiến đám truy binh chú ý đến. Bọn họ lập tức chui ra từ cái lỗ trốn trong thân cây ngô, thuận lợi trốn qua được lần này nữa. Sau khi truy binh rời đi, Phương Thế Ngọc cũng định rời đi cùng sư thúc, nhưng cô gái lại nhờ bọn họ siêu độ mẹ của cô. Hôm nay là tuần đầu của bà, bọn họ cứ như vậy ở lại trong căn phòng nát, siêu độ cho mẹ cô gái. Phương Thế Ngọc nói chuyện với cô thì biết được cô tên là Đậu Đậu, mới trốn ra khỏi kỹ viện chuẩn bị về quê, nhưng nửa đường thì gặp lại quân nhà Thanh. Cô hoảng loạn trốn vào trong căn phòng nát đó. Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị đánh thức bởi tiếng nổ của quân Thanh. Quân Thanh đã bao vây kín ở ngoài, một quả pháo đã san bằng căn phòng nát kia ra, bọn họ tạm thời an toàn. Sư thúc muốn bọn họ rời đi từ một chỗ khác, nhưng lại bị pháo ném trúng, ông bị thương nặng nằm dưới đống đá. Phương Thế Ngọc chuẩn bị đồng quy vu tận với bọn họ, một mình đối mặt với thiên quân vạn mã, nhưng Huyết Trích Tử bị ổi lại bắt cóc Đậu Đậu, muốn dùng tính mạng của cô để ép hắn đầu hàng. Hắn bỏ vũ khí xuống, Huyết Trích Tử không đánh hắn mà còn giết sư thúc hắn ngay trước mặt hắn. Sau đó chúng đưa Phương Thế Ngọc và Đậu Đậu về chùa Hồng Liên. Đậu Đậu bị hiến cho thần công, Phương Thế Ngọc bị bọn họ nhốt lại. Một quả phụ bước tới dạy bảo, cảnh cáo bọn họ không được luyện công niệm kinh. Bọn họ không còn là người của Thiếu Lâm tự nữa, mà là tù nhân của triều Thanh. Một hòa thượng Thiếu Lâm không chịu khuất phục, muốn chiến một trận sống còn với quả phụ, thì trên cây cầu đột nhiên xuất hiện vô số mũi dao xuyên qua chân của hắn. Huyết Trích Tử đắc ý bảo bọn họ thần phục. Phương Thế Ngọc là người đầu tiên không phục nên đã được thả ra để quyết đấu. Hắn dùng vũ khí kéo sư huynh lên, thần công thả ám khí ra xuyên qua thân thể của hòa thượng, cây cầu bên dưới cũng tách ra làm đôi. Hòa thượng bị ngọn lửa bên dưới thiêu rụi, đau đớn ra đi. Phương Thế Ngọc phẫn nộ, lập tức quyết đấu với quả phụ. Cô ta không địch lại hắn, rơi thẳng xuống cây cầu. Phương Thế Ngọc nhào về phía thần công, lại có một đôi tay cản hắn lại, nắm vào cổ hắn đánh hắn ngã xuống. Nhìn kỹ lại, đây lại chính là đại sư huynh của Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc, ta đã không còn là sư huynh của ngươi nữa rồi, ta là cai thầu ở đây. Phương Thế Ngọc không thể ngờ được sư huynh chính trực lại trở thành phản đồ, không mang đến sự ngăn cản của sư huynh. Hắn muốn giết tên ma đầu thần công này nên đã dùng chiêu Hạc Hải Vô Nhai, Hồng Hy Quan lại dùng Quỷ Hổ Thần Công. Hai người dùng những chiêu thức đã được học trong đời, đánh rất kịch liệt, không phân cao thấp. Phương Thế Ngọc nhân cơ hội rút gậy sắt ra, đâm vào cơ thể thần công với tốc độ nhanh chóng. Mọi người đều tưởng rằng phát này thần công đã ngỏm, nhưng không ngờ ông ta lại rút nó ra, còn ném xuyên qua cây cột đâm vào chân của Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc bị treo ngược trên tường, bất tỉnh nhân sự. Chiêu giết gà dọa khỉ này rất hiệu quả, ông ta ban thưởng nữ hầu Lục Di cho Hồng Hy Quan. Phương Thế Ngọc lại bị ném vào trong đám thi thể. Hắn tỉnh lại phát hiện mình ở trong đám thi thể, xung quanh toàn mùi hôi thối. Chợt có một cánh tay vỗ lưng hắn, quay đầu lại nhìn, lại là một ông già tóc trắng, người không ra người, ma không ra ma. Phương Thế Ngọc sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, đối phương lại tự xưng là sư phụ của hắn. Nhưng câu đầu tiên mà Phương Thế Ngọc khi gặp sư phụ lại là: sư phụ, người béo hơn rồi, ở đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác, ăn nhiều thịt quá, tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Phương Thế Ngọc bắt đầu lo lắng liệu mình có thể toàn thây mà ra đi không, nhưng không biết rằng hắn sắp có thể sống sót rời khỏi nơi này rồi. Đậu Đậu bị nữ hầu ấn xuống nước tắm rửa, sau đó được trang điểm xinh đẹp, xuất hiện trước mặt thần công với bộ dạng mới. Thần công vô cùng vui vẻ và hưng phấn, cảm thán cô gần bùn mà không tanh mùi bùn, bảo cô có thể đưa ra yêu cầu gì cũng được. Đậu Đậu chỉ hy vọng ông ta có thể tha cho Phương Thế Ngọc. Thần công rất không hài lòng, vẽ một bức vẽ phẫn nộ, hỏi cô có quan hệ gì với Phương Thế Ngọc. Sau khi biết cô chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng, thì ông ta đã thật sự bảo quả phụ đưa Phương Thế Ngọc ra khỏi đống thi thể, hơn nữa còn sai người chữa trị cho hắn. Phía bên kia, Hồng Hy Quan đã bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của Lục Di rồi, chỉ là mới bắt đầu chưa được bao lâu thì quả phụ đã xông vào, tháo mặt nạ và khăn trùm đầu ra, nói là những gì Lục Di có thể cho hắn thì cô ta cũng có thể, thậm chí cô ta còn làm được tốt hơn. Cô đừng thấy ta trông khỏe mạnh nhưng ta không được đâu, chàng đừng căng thẳng vậy mà. Tôi còn cầm tay của Hồng Hy Quan đặt lên ngực mình. Hồng Hy Quan sợ hãi,
lập tức bật dậy, nói rằng thân phận của hai người họ cách nhau quá xa, hắn chỉ là một hạ nhân thấp kém, còn cô ta lại là người được thần công yêu mến, hắn không có tư cách để hầu hạ cô ta. Ta chưa chuẩn bị để hành động, chỉ một câu nói đã khiến quả phụ tức giận bỏ đi. Đậu Đậu đến thăm Phương Thế Ngọc, để Đậu Đậu không lo lắng, Phương Thế Ngọc đã đi một đoạn siêu vẹo trước mặt cô. Hồng Hy Quan cũng đến phòng để nhắc nhở Phương Thế Ngọc, Đậu Đậu là người của thần công, đừng có dây vào cô, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phương Thế Ngọc không để ý, Đậu Đậu cũng nói với Hồng Hy Quan cô không quan tâm, nhưng thần công không hề nhân từ như trong tưởng tượng. Tối đó, lúc Đậu Đậu đang ngủ, thần công đã đứng sau rèm cửa nhìn trộm, định giở trò nhân lúc cô không phòng bị. Đậu Đậu sợ hãi tỉnh dậy, thần công lại cười thích thú bắt đầu hôn đôi chân thon nhỏ của cô cho đến tận mắt cá chân. Đậu Đậu thấy ghê tởm, sau đó đành chịu thua nằm xuống giường. Thần công lại cảm thấy bị sỉ nhục, ông ta túm Đậu Đậu dậy dạy dỗ một trận, chất vấn cô sao lại dễ dãi như thế, tại sao không phản kháng, cô nên bảo vệ cho tốt trinh tiết của mình. Đậu Đậu bị bóp cổ, có nỗi khổ mà khó nói. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nữ hầu đen đuổi đi vào phòng, đã di rời cơn giận của thần công. Thần công chuyển nhà mới cho đầu của cô ta, rồi còn cầm cái đầu lên lẩm bẩm nhớ lại quá khứ, nói thân phận của mình ra, thể hiện địa vị trí tôn của mình. Ngày hôm sau, Đậu Đậu tuy tức giận nhưng không dám lên tiếng, ở bên cạnh ông ta như một con cun cút. Thần công dùng máu tươi của nữ tử làm nhiên liệu, vẽ một bức tranh địa ngục nhân gian lên tường. Chùa Hồng Liên này đã trói buộc ông ta cũng phải kéo theo tất cả mọi người bồi táng, nhưng con run xéo lắm cũng quằn. Lúc lao động, đệ tử Thiếu Lâm đã bị đánh đập vì động tác hơi chậm chạp, Phương Thế Ngọc không thể nhìn nổi nữa, lập tức ra tay, Huyết Trích Tử liền bảo hắn lên sàn sinh tử so chiêu. Thanh niên nhiệt huyết Phương Thế Ngọc đương nhiên là không biết sợ, chỉ là hắn không ngờ rằng người hắn cần đánh bại lại chính là đại sư huynh. Phương Thế Ngọc sử dụng chiêu Hạc Hải Vô Nhai, chuẩn bị nghênh chiến Quỷ Hổ Thần Công của Hồng Hy Quan. Chiêu thức của Hồng Hy Quan tàn độc, muốn Phương Thế Ngọc thấy được bản lĩnh của mình. Hai người chiến đấu không ngừng, Phương Thế Ngọc lại bất cẩn suýt chút rơi xuống núi đao. Hồng Hy Quan nhanh tay giữ lại, kéo hắn lên, chính hắn ta lại trượt chân rơi xuống. Để báo đáp ơn cứu mạng vừa rồi, Phương Thế Ngọc cũng kéo Hồng Hy Quan lên. Hai người đứng vững lại, lại quyết đấu kịch liệt, không nhường nhịn nhau. Trong lúc đối đầu, Hồng Hy Quan lại rơi xuống núi đao một lần nữa. Hắn nhanh chóng giữ cánh tay của Phương Thế Ngọc, hai người cùng nhau trượt xuống. Khi hai người chỉ cách núi đao một khoảng rất gần, Phương Thế Ngọc hỏi ra điều mình nghi vấn lâu nay, sao hắn ta lại làm phản đồ. Hồng Hy Quan không trả lời, mà Phương Thế Ngọc đưa trở về sàn đấu. Hai người chuẩn bị chiến đấu tiếp, thần công lại bật cười, xem ra không thể thuần phục được con chó Hồng Hy Quan nhà ngươi rồi, ngươi tưởng rằng với một tấm bản đồ là có thể đánh bại được chùa Hồng Liên sao? Không ngờ Lục Di không chỉ có kỹ năng giường chiếu tốt, mà còn có khả năng khác. Xem ra Lục Di đã bán đứng Hồng Hy Quan. Phương Thế Ngọc và Hồng Hy Quan thấy mọi chuyện đã bị lộ, thì đã lập tức thả hết những anh em bị nhốt ra, đưa bọn họ chống lại quân Thanh, đánh bại từng lớp bao vây. Nhưng cơ quan của chùa Hồng Liên trùng trùng điệp điệp, một số người bị cửa sắt chặn lại, bọn họ lập tức bị chia làm hai bên. Hơn nữa con đường phía dưới lại đột nhiên mở ra, có vô số người bị rơi xuống. Mọi người nhanh chóng dựa vào tường, thì lại có vô số mũi đao nhọn xuất hiện, không ngừng tiến gần đến bọn họ. Phương Thế Ngọc chỉ huy mọi người nhảy xuống lối đi ở phía dưới, nhưng toàn bộ lại bị nhốt lại, bọn họ lại bị quân Thanh dùng pháo tấn công. Phương Thế Ngọc và Hồng Hy Quan lén chạy trốn từ phía trên. Lúc đến đường cùng, bọn họ đã nhảy xuống hố thi thể. Sư phụ vừa thấy Hồng Hy Quan thì giận dữ mắng hắn là kẻ phản bội, giết hại đồng môn. Cho đến giờ phút này, Hồng Hy Quan mới nói ra suy nghĩ của mình. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn nhịn nhục, làm chó sai của thần công, chỉ là để tìm hiểu rõ cơ quan của chùa Hồng Liên, sau đó đưa mọi người rời khỏi đây. Thật sao? Hồng Hy Quan định đưa Phương Thế Ngọc đến kho đạn dược để làm nổ cơ quan, như vậy thì bọn họ mới có thể thuận lợi thoát khỏi đây, nên bọn họ đã rời đi từ một lối bí mật. Phương Thế Ngọc đi cứu Đậu Đậu trước, nhưng lại bị quả phụ mai phục ở đây từ trước. Hồng Hy Quan bảo Phương Thế Ngọc đi cứu Đậu Đậu, còn hắn sẽ đối phó với quả phụ, hắn không muốn lấy mạng cô ta, nhẹ tay hết lần này đến lần khác, nhưng cô ta lại ra tay tàn độc, cuối cùng vẫn phải để Phương Thế Ngọc ra tay, dùng giường để đè gãy chân cô ta, chuẩn bị kết liễu tính mạng của cô ta trong một nhát, nhưng lại bị Hồng Hy Quan cản lại. Phương Thế Ngọc cũng thuận lợi cứu được Đậu Đậu, chỉ là vừa mới tháo dây xích ra thì hai người đã rơi xuống dưới, khí độc bay khắp phòng. Hồng Hy Quan vội đưa quả phụ rời đi, nhiều lần cứu mạng của Hồng Hy Quan đã khiến quả phụ cảm động, cô ta đưa hắn đến kho đạn dược, chỉ là vừa mới mở khóa phòng kho ra thì cô ta đã rơi vào trong cơ quan, không may qua đời. Hồng Hy Quan không có thời gian để buồn bã, đành phải lấy đạn dược đem đi nổ. Cánh cổng của chùa bị nổ tung ra như trực đổ, những hòa thượng bị nhốt cũng chạy hết ra ngoài. Mọi người nhìn thấy sư phụ thì vô cùng kích động và vui mừng, cùng nhau đi tìm lối ra. Đến một hang động bí ẩn, có một bức tượng Phật cao to sừng sững, sư phụ bảo bọn họ thành tâm niệm kinh, chỉ là vừa cắm hương vào lư thì đã khỏi động cơ quan. Hàng loạt khẩu pháo bắn vào bọn họ, vô số người ngỏm đi. Đám ngu ngốc này, sắp đi gặp các cụ đến nơi rồi mà còn quỳ lạy cái cục đá này. Tượng Phật này là do ta xây đấy, hắn cũng phải nghe theo lệnh của ta. Các ngươi có từng nghe đến Phật sống vui ở địa ngục hay chưa? Hồng Hy Quan cho nổ một lối đi mới, rồi lập tức đuổi theo thần công. Phương Thế Ngọc đối đầu với Huyết Trích Tử, giết tên xấu xa tội ác tài trời này đi, cũng để hắn nếm được sự đau khổ khi bị thiêu sống. Sau đó, Phương Thế Ngọc lần theo tiếng đạn dược, thành công gặp lại Hồng Hy Quan ở sàn đấu sinh tử. Bọn họ cùng nhau đi tìm thần công, nhưng lại bị ông ta đánh úp không kịp trở tay, đánh bay Hồng Hy Quan ra xa. Ông già này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng võ nghệ cao cường. Phương Thế Ngọc cũng bị đánh bay đi, nhưng hắn vẫn rất cứng miệng, không dễ dàng nhận thua. Ông ta lại càng điên cuồng hơn, nói ra mấy lời cay nghiệt, đừng tưởng còn thanh niên thì không biết trời cao đất dày, ngươi không biết sợ đúng không? Vậy thì hôm nay ta sẽ khiến ngươi biến mất trong thời khắc thanh xuân này. Phương Thế Ngọc và Hồng Hy Quan hợp sức lại, sử dụng chiêu Hổ Hạc Song Hình. Ông ta khinh miệt, đỉnh cho bọn họ chứng kiến sự vô pháp vô thiên của mình.
tay trái vẽ cầu vồng, tay phải vẽ con rồng, vô biên vô giới, vô cùng vô tận, quyền uy vô thượng, cảnh giới vô ngã, sáng tạo vô hạn. Một thùng nhiên liệu khiến ông ta không thể mở mắt ra. Phương Thế Ngọc dùng xích sắt trói cổ ông ta lại, thần công không thể cử động, bị một cục đá bay tới va vào người, ông ta bị đánh bay lên tường, mất mạng tại chỗ. Ông ta xuống địa ngục thật rồi. Những người khác cũng thành công đánh nổ một lối ra, mọi người thuận lợi thoát ra ngoài. Phương Thế Ngọc trở về tìm Đậu Đậu, cõng cô đi khắp nơi tìm lối ra, nhưng bốn phía đều là lửa lớn. Lúc hai người tưởng rằng phải nộp mạng ở nơi này, thì Hồng Hy Quan đã mở lối đi phía trên ra, thành công cứu bọn họ ra ngoài. Nhìn chùa Hồng Liên đã thành một bãi hoang tàn, gương mặt mọi người cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Đoàn người đông đúc trở về Thiếu Lâm tự. Được nửa đường, Phương Thế Ngọc chia tay với bọn họ để đưa Đậu Đậu về quê. Hai người cưỡi ngựa phi về phía xa dưới ánh hoàng hôn, đón chào cuộc sống mới.